này là của đây đúng không? Được rồi. Tuấn ở Quảng Ninh à? Ở Thái Bình. Thấy đi xe Quảng Ninh. Ở Thái Bình, đi xe Quảng Ninh, sống ở Tuyên Quang. À, lùi ra tí xem nào ở đây. Hả? Quảng cáo. Hai con xe Quảng Ninh ở đây nhỉ? Chuyên đi xe Quảng Ninh.